Người rút được thanh kiếm này ra chính là Ý Trung Nhân. Nếu một cú cân đổ dân có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của ta, thì ta sẽ bảo Ngọc Đế dọn đi, cho ngươi lên thiên cung ở. Giải hai kẻ này xuống, xuống trần đầu thai. Vậy khi nào huynh xong việc thì đến Hồ Thanh Minh tìm ta. Nguyệt Quang Bảo Hợp quả thật là do thần lấy trộm, chỉ cần ngươi giao Nguyệt Quang Bảo Hợp ra thì trẫm có thể giảm nhẹ hình phạt, không truy cứu nữa. Nhưng mà bây giờ thần không biết Nguyệt Quang Bảo Hợp đang ở đâu. Sao hả? Thần đã dốc sức tìm về nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Quả thực là hết cách rồi, nên mới một mình trở lại thiên đình. Vậy làm sao có thể chứng minh Bảo Hợp bị mất, chứ không phải là ngươi giấu đi? Ngọc Đế à, dù tiên tử này có làm mất Bảo Hợp thật thì vụ này cũng rất là khó phục chúng. Thôi vậy, trẫm có một cách, có một nơi có thể giám định chân tâm. Hà Nga có dám thử hay không? Thần đồng ý. Được. Đưa Hà Nga tiên tử đến Hồ Thanh Minh, giám định lời tiên tử nói là thật hay là giả. Dạ. Bạn của cô không đến, ngài hớt lẻ quá đó, Hồ chủ. Thảo nào cô lại đến Hồ Thanh Minh của ta. Cô muốn xem trái tim của hắn có phải không? Kết quả hắn còn không có cả dũng khí để đến đây. Ai bảo huynh ấy không có dũng khí? Nhất định là huynh ấy có việc gì làm lỡ dở. Hồ Thanh Minh của ta cũng có chút danh tiếng trên tiên giới này đó, hắn không thể nào không biết. Cô đừng có bao biện cho hắn nữa. Không phải ta bao biện cho huynh ấy đâu, huynh ấy chắc chắn không phải loại nhát gan sợ sệt. Vậy phong cảnh đẹp các nơi thì đầy rẫy, tại sao cô cứ nhất định phải đưa hắn đến đây? Huynh ấy đừng có bảo với ta là du sơn ngoạn thủy nha. Huynh ấy đã rút tự thanh bảo kiếm của ta, nhưng ta không biết huynh ấy liệu có sao hả? Đây đúng là bí mật to lớn. Nói cho ta nghe, hắn là ai? Hắn ở đâu? Mau đưa hắn đến đây đi. Hồ Thanh Minh của ta nhất định có thể giúp cô giám định trái tim của hắn. Ngài đừng có hỏi nữa mà, huynh ấy cũng có đến đâu. Nhưng mà có thể là ta nghĩ nhiều quá rồi. Tuyệt quá chừng. Với cái tình trạng này, có tin hot là cái chắc. Nào nào nào, chúng ta cùng nghe xem hôm nay có bát quái gì. Thường Nga, Thanh Minh Hồ này là do nước mắt người tu tiên trải qua kiếp cuối cùng tạo thành, có khả năng phân biệt chân tâm. Khanh có dám thử hay không? Dám. Được. Vậy bắt đầu đi. Chậm đã.
sĩ đã biết chuyện này rồi, sẽ phải có người nhận tội. Hơn nữa, chúng ta không tránh được nhiều thiên binh thiên tướng như vậy, nhưng nàng biết hậu quả việc nhận tội là thế nào mà. Đương nhiên là ta biết. Tóm lại, ta đã nhận tội rồi. Hơn nữa, ta thực sự không biết hộp châu báu Nguyệt Quang ở đâu. Huynh đừng cản ta. Đợi đã, nghe ta nói, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Một khi nàng vào Thiên Minh Hồ, việc nàng để ý Tử Thanh Bảo Kiếm sẽ bị dạch trần. Đến lúc đó chúng tiên sẽ biết động phàm tâm. Nàng biết luật thiên đình mà, nàng sẽ bị biếm xuống hạ phàm. Những gì đáng bị phạt, ta sẽ không trốn tránh đâu. Nếu đã động phàm tâm, đương nhiên không sợ người khác biết. Đa tạ. Huynh tự bảo trọng đi. Sự thật là như vậy. Thường Nga tiên tử muốn thời gian quay ngược, ủ lại tiên tử. Còn thần đã ăn trộm hộp châu báu Nguyệt Quang. Lại không ngờ giữa đường đụng phải Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, phá hỏng kế hoạch. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Ngọc Đế. Hồ nước tuy rằng không đổi màu nhưng vẫn bị ố màu. Thiên Bồng Nguyên Soái ngày ấy có lẽ vẫn có chuyện che giấu. Thiên Bồng, vì sao phải giúp Hằng Nga giấu hộp Nguyệt Quang Bảo? Thần động phàm tâm, yêu Hằng Nga tiên tử. Nhưng mà tiên tử không màng đến thần. Thần gì để có được lòng của tiên tử mới ra hạ sách này? Cam nguyện chịu phạt. Người đâu? Đưa Thiên Bồng xuống. Xử cực hình. Không, Ngọc Đế, đây đều là lỗi của ta, không liên quan đến ngày ấy. Người không thể làm như vậy với ngày ấy. Ra tay đi, đợi đã.
Tử Hà, sao ngươi lại ở đây? Thanh Minh Hồ chủ là bằng hữu cũ của ta, xem sắc hồ đẹp ta đến ngắm thôi, không ngờ lại thấy mặt không công bằng này. Bất công? Lời này là sao? Ngọc Đế chỉ hỏi tội không hỏi công, có gì là công bằng? Thiên Bồng liên tục phạm sai, công lao đến từ đâu? Vậy xin hỏi, nếu như Nguyệt Quang Bảo Hợp lạc vào tay của Tôn Ngộ Không sẽ thế nào? Đáp án là, tuy Thiên Bồng đã ăn trộm Nguyệt Quang Bảo Hợp, nhưng đã cố gắng bảo vệ cho Bảo Hợp tránh để nó rơi vào tay Tôn Ngộ Không. Xem xét kỹ lưỡng cũng coi như đã làm một chuyện tốt, lẽ nào không tính công sao? Cho dù theo lời của ngươi nói, cũng không thể lấy công đó để chuộc tội được. Đương nhiên là không thể rồi. Cái nên phạt thì vẫn cần phạt, nhưng mà nếu dụng cực hình, ta thật sự thấy không công bằng đâu. Các ngươi thấy thế nào? Phật gia lấy từ bi làm trọng. Tử Hà tiên tử luôn ở bên hầu hạ Như Lai Phật Tổ, trong lòng nhất định có thiện niệm. Thần cảm thấy lời của tiên tử cũng không phải là không có lý. Cũng được. Thiên Bồng, chậm niệm tình ngươi hầu hạ thiên đình nhiều năm, lại từng xả thân để bảo vệ cho Bảo Hợp, chậm phạt ngươi bị đày xuống hạ giới, chịu nổi khổ kiếp luân hồi. Đi đi. Tạ Ngọc Đế khai ân. Nghe nói là ngươi muốn gặp ta. Đa tạ ơn cứu mạng của Tử Hà tiên tử. Ta chỉ nói những điều nên nói thôi, cũng không làm gì. Đừng khách khí nữa mà. Tiên tử trong lòng có thiện niệm, không tính toán món nợ cũ. Thiên Bồng cảm kích khôn nguôi. Cô có thể không cần hồi báo, nhưng Thiên Bồng không thể không báo. Nghe nói là cô đang tìm người tên là Đại Thánh. Ngươi biết Đại Thánh hả? Đương nhiên rồi. Nói thế nào ta cũng từng làm thần tiên. Chính vào hôm đó, người đã dùng máu mình để cứu ta. Cô gọi Đại Thánh với người ấy. Thực tế, người ấy chính là Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không. Quả nhiên là huynh ấy. Nếu không phải lúc hắn Đại Náo Thiên Cung đã quá sai, đắc tội với lại thiên đình, hắn ta làm sao có thể chạy xuống trần gian gặp được cô. Lúc hai người gặp nhau, hắn còn đang bị tam giới truy nã nữa đó. Tính ra thì, nếu như lúc đó ta bắt hắn lại, hoặc là thông báo tin tức của hắn cho thiên đình, bây giờ không những ta sẽ không bị phạt mà sẽ nhận được thưởng đó. Ta đoán chắc là ngươi không phải đối thủ của huynh ấy đâu. Điều này cũng đúng ha. Nhưng mà nói thế nào, hắn cũng được coi đã từng cứu ta một mạng. Như vậy có thể nhìn ra Đại Thánh này, hắn không phải là yêu hầu mà người khác luôn nói, cũng rất có tình nghĩa đó. Nếu như có cơ hội để ta gặp lại huynh ấy, thì ta nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của huynh ấy. Vậy bây giờ huynh ấy đang ở đâu, ngài có biết không? Không sao đâu. Biết được thân phận thật sự của huynh ấy là Tôn Ngộ Không, ta đã mãn nguyện rồi. Cho dù tìm khắp tam giới, ta cũng phải tìm được huynh ấy. Chăm sóc bản thân cho tốt nha. Đi đây, tiên tử chờ đã. Hả? Ta vẫn còn có một yêu cầu quá đáng. Ngày mai chính là ngày ta bị đày xuống trần gian rồi. Ta muốn gặp cô ấy. Để ta thử xem. Thiên Bồng, lần này đến phàm giới, hãy tự thu xếp ổn thỏa nha. Ngươi còn gì muốn nói nữa không?
Đợi đã. Đợi đã. Tội thần Thiên Bồng tạ tội với hàng Nga tiên tử. Thần không nên lưu luyến dung mạo động lòng người của tiên tử. Hôm nay bị đài xuống phàm, quả thật là tội nên nhận. Chỉ là chặng đường đến phàm giới xa xôi ngàn dặm, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại tiên tử. Mong tiên tử bảo trọng tiên thể. Ngài làm như vậy là muốn khiến ta thêm áy náy hay sao? Nếu như tiên tử cảm thấy trong lòng áy náy với ta, Thiên Bồng bạo dạn, có thể xin tiên tử thay ta thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không? Ngài nói đi. Xin tiên tử hãy cắt đứt tình duyên với ta, để ta đỡ phải chịu sự đau khổ của tình ái trần gian. Cắt đứt tình duyên là ngài sẽ không thể yêu nữa đâu. Vậy thì không phải còn đau khổ hơn bây giờ sao? Ngài có ngốc không? Ta không ngốc đâu. Ta làm thần tiên lâu như vậy rồi, ở thiên đình mọi người cũng đã biết. Ta cũng tiên trung long phụng đó. Lần này hạ phàm, không tránh khỏi mấy nữ tử hạ giới sẽ kiếm ta, rồi thiếp thiếp ta ta, tiếu tích tiếu tích. Nghĩ thôi ta cũng thấy phiền đó. Vì vậy vẫn mong tiên tử thay ta hoàn thành tâm nguyện. Được, ta tác thành cho ngài.
lòng. Cây cầu này rốt cuộc cũng sửa lại được. Không lẽ là quan phủ thức tỉnh lương tâm? Sao có thể là quan phủ được? Ta đã bảo rồi, cầu này hỏng rõ lâu cũng không ai quản. Thế khúc gỗ này là thế nào? Không ngờ chuyện này lại là thật. Không ngờ lại là thật. Thợ săn à, huynh có biết vụ này là thế nào không? Cầu này đã bị hỏng lâu năm, cũng từng có không ít người bỏ mạng trên đó. Chuyện đó mọi người đều biết. Vì lo gặp nạn nên trên núi không ai ở, những người phía dưới cũng không dám lên. Mấy ngày trước ta lên núi đi săn, không ngờ gặp phải bão cát lớn, cây cầu này gãy lại càng thêm nguy hiểm. Lúc qua cầu ta hết sức cẩn thận, ai ngờ vẫn bị trượt chân rớt xuống dưới. Vậy sau đó thì sao? Sau đó ta đã bị ngất đi. Lúc mà ta tỉnh lại thì đã ở đầu cầu rồi. Có người đã cứu ta. A-di-đà-phật. Thí chủ à, thí chủ tỉnh rồi. Vị thí chủ này, ngài cứ an tâm tu dưỡng đi. Nỗi bất hạnh bắt nguồn từ cây cầu này, vậy chúng ta hãy để nó kết thúc tại đây đi. Bần tăng nhất định sẽ sửa lại cây cầu này, không thể để những bách tính vô tội khác bị tổn hại nữa. A Di Đà Phật. Huynh nói vậy là người cứu huynh là một hòa thượng. Hòa thượng đó còn sửa lại cây cầu này. Thực ra ta cũng không dám tin. Ta còn tưởng mình đang nằm mơ. Lúc vết thương ta đỡ đau, ta liền chạy đến xem thế nào. Mọi người nhìn khúc gỗ này xem, nhìn cây cầu xem, không phải đều là thật sao? Ngay cả quan phủ còn không làm được, một người thường sao lại làm được chứ? Có khi là một thần tiên. Ta không phải là thần tiên gì hết. Ân công. Ân công à, không dám. Mau đứng lên, đứng lên, đứng lên. Tiểu hòa thượng à, ngươi định sửa cầu này sao? Đúng vậy, cây cầu này hại vô số người, nhất định phải sửa lại nó. Dựa vào cái người gầy rộc của ngươi, tất nhiên không chỉ một mình ta. Ta còn có một đồ đệ. Ngộ Không à, Ngộ Không. Ngộ Không đừng có thăng thiên đó chứ. Cố lên nào. Thực ra người cứu huynh trên cây cầu gãy là cậu ấy. Cảm tạ ơn cứu mạng, cảm tạ ơn cứu mạng. Ngộ Không, mau nhìn kìa. Sư phụ à, cái cầu này nguy hiểm vậy, chúng ta đi đường khác đi. Còn nói cái gì vậy chứ, mau đi cứu người đi. Sao người không đi? Cao như vậy, nguy hiểm như vậy, người bảo con đi, có phải không? Sư phụ à, con biết rồi, con đi là được rồi. Mau đi đi, ngoan, mau đi đi nào. Mau đi đi. Không ngờ hai vị đại sư lại nhân hậu như vậy, vất vả rồi. Đừng có nói như vậy. Việc này đối với người xuất gia cũng là một việc tu hành, phải không Ngộ Không? Sư phụ à,
Hiện giờ chúng ta đã đi 7749 ngày rồi, đến giờ vẫn chưa được 5 ngọn núi. Rốt cuộc chúng ta có đi lấy kinh hay không đây? Đương nhiên phải đi rồi, nhưng cầu gãy cũng phải sửa. Ngoan, nghe lời, đi lấy ít gỗ về đây. Người bảo con đi hay sao hả? Con không đi đâu. Hơi lệch rồi. Đừng có ngã nha, chậm thôi. Ngộ Không à, tên hòa thượng đáng chết này, đêm rồi còn gào cái gì? Gào ma đến hả? Còn ngáy nữa chứ, đừng có ngáy nữa. Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, qua đây, qua đây nào. Là ai vậy? Muộn vậy không ngủ hả? Bảo ta qua thì ta qua, có phải không? Ngươi tưởng ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế à? Ngọc Đế ca ca, đệ nhớ huynh quá đi. Ngoan, nhớ quá, cuối cùng cũng đến thăm đệ. Ngoan, ngoan, ngoan. Không phải đến giám sát đệ đó chứ? Đừng nói khó nghe như vậy. Ta đặc biệt đến thăm đệ. Thật sao, tốt quá rồi. Cảm động quá đi. Ngọc Đế ca ca, đệ rất là nghe lời, rất là ngoan. Theo dặn dò của huynh, ta nhận hòa thượng thối kia làm sư phụ. Ta thấy cả rồi. Hơn nữa vừa lúc nãy ta gọi ngươi là Ngộ Không, ngươi lập tức tỉnh dậy. Xem ra ngươi đã quen thân phận mới này rồi, có được cảm giác cuộc sống mới rồi. Nhất định rất là tốt hả? Tốt lắm đó. Tốt cái quái gì? Huynh có biết cảm giác này không? Huynh biết mỗi ngày bên tai đều nghe ít nhất 2 vạn lần Ngộ Không hai chữ này là cảm giác gì không hả? 2 vạn lần. Cái này là phản ứng sinh lý đó lão đại à. Cứ từ từ quen là được rồi. Người phải nghĩ mặt tốt chứ. Người xem nhân gian này rộng lớn biết bao. Lúc này gió thổi lành lạnh, nó không tốt hơn ánh sáng le loét ở trong phòng luyện đan hay sao? Sướng hơn nhiều mà. Đã, quá đã đi, đã chết mất. Huynh không nói cái này, ta cũng phải nói đến. Ta thật muốn nói với huynh mà. Ngọc Đế tiên sinh à, vì sao cái này so với trước đây huynh nói không có giống gì cả? Muốn sống thì phải đồng ý một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Ta muốn ngươi dùng thân phận của Tôn Ngộ Không hộ tống một người đến Tây Thiên thỉnh kinh. Cái này, điều kiện này đối với ngươi mà nói chỉ có lợi không có hại. Đầu tiên được ưu hậu, ngươi không cần chết ngay, hơn nữa còn có thể có được tự do. Ta nghĩ dựa vào điểm này, ngươi nên lập tức đồng ý điều kiện của ta chứ. Cả đường đi đến Tây Thiên thỉnh kinh, ngàn dặm gặp gờn, mùi vị này là cái gì? Ngươi có biết không hả? Tiền ăn uống, tiền du hí. Gần đây thiên đình quản nghiêm, chút chi tiêu này, nếu không phải nhiệm vụ đặc biệt, chuyện tốt này, sao có thể đến lượt của ngươi chứ? Đây là cơ hội hiếm có biết bao. Đường Tây Thiên lấy kinh đẹp đẽ như vậy, ngươi không muốn đi thăm thú hay sao? Là lúc ta nên làm một chuyến thích là nhích rồi. Được, từ giờ trở đi, người chính là Tôn Ngộ Không. Ta nói không sai mà, có gì không đúng hay sao? Có gì không đúng sao? Nè, rõ ràng là bán thính và thả thính có gì khác nhau? Huynh trước đây nói với ta, huynh lúc đó nói với ta rõ ràng là thế kia kìa. Trưởng lão à, ăn cái này đi nào. Không ngờ nàng cũng đẹp như vậy đó.
Cái này gọi là phổ độ chúng sinh đó, hiểu không hả? Kết quả thì sao? Kết quả là thế này, thế này, thế này. Đi thôi, lấy kinh, đi về phía Tây. Ngươi đuổi theo ta làm gì hả? Ngươi đuổi theo hắn đi mà. Nếm thử đi. Nếm một chút đi, ngon lắm đó. Nếm thử đi, ngon lắm. Nếm đi mà. Ngươi nếm đi, nhìn ta làm cái gì? Có phải ta rất xinh đẹp không hả? Ngộ Không, người đói thì hãy ăn đi. Có phải người tức giận? Có phải chê nó quá nhỏ? Sư phụ đổi cho ngươi cái này to. Ta biết ngươi vất vả, phải ăn nhiều một chút. Người có lòng đồng cảm hay không vậy? Người có thể cười được sao? Ta đã cười sao? Người xem, người chính là như vậy. Thích quá nhiều thứ. Lúc đầu ta đâu có nói là cụ thể thế này. Đây đều là do ngươi tự tưởng tượng mà ra. Cuối cùng người cũng thừa nhận rồi. Người cố ý giấu giếm tin tức then chốt. Ta đã giấu cái gì? Hắn đó. Người có từng nói với ta hắn là người phiền phức thế này không? Không, hắn không phải người, hắn là con nhặng. Cả ngày cứ như bà già, lèm ba lèm bèm, mang theo cái cờ hiệu, hành thiền rồi lo chuyện bao đồng. Hắn cho rằng hắn là quần chúng triều dương, hay là mẹ đại tây thành vậy? Còn nữa, trên đầu ta đội cái thứ này là thế nào đây? Tại sao ta đội nó lên? Tại sao đội nó lên? Là không thể tháo xuống, tại sao không vừa ý hắn? Là hắn niệm chú rất đau, rất là khổ. Có phải do người làm? Có phải người làm hay không hả? Kim Thiền Tử đã chuyển thế thành đường tăng rồi. Tôn Ngộ Không lại bị đưa đến Ngũ Chỉ Sơn. Sau này họ nhất định có cơ duyên gặp nhau ở đó. Sau đó sẽ là tạo hóa của hai người họ. Ngọc Đế Hà Tất phải thở dài. Chỉ là yêu hầu đó dù sao cũng có giả tính khó kiềm. Ta lo rằng sau này hắn lại gây ra thêm hậu quả nào nữa. Ngọc Đế lo lắng Đường Tăng không trị được con yêu hầu đó. Điều này có gì khó? Ta có thể đem chiếc dòng kim cô này tặng cho Đường Tăng. Pháp khí này khi liền thân mới bám. Nếu con khỉ đó không nghe lời, Đường Tăng chỉ cần niệm thần chú, kim cô co lại, người đợi nó sẽ đau đầu, hoa mắt, não bộ hoảng loạn, đương nhiên sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Tốt như vậy sao? Ta thật sự không biết gì cả. Nhưng mà cái dòng kim cô này của ngươi rất là đẹp đó. Gia công tinh tế, ngũ kim tuyệt đối là thượng thừa. Dù sao ta cũng không quan tâm. Chuyện này ta tuyệt đối không làm nữa đâu. Hơn nữa ta không muốn gặp lại người đó nữa. Hễ nhắc tới hắn, ta đầy một bụng tức giận. Cái tính này của ta lại. Lần trước ta từng nói với ngươi, con khỉ nhà ngươi, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là sống, hoặc là chết. Đương nhiên chọn sống. Nhưng bây giờ còn khó chịu hơn việc chết. Không chắc đâu. Ta phải sống. Ta phải sống. Được. Được. Ta thật là quá hồ đồ. Lâu quá rồi không dùng tiên pháp, tự nhiên lại làm ngược luôn. Lần này ngươi được lĩnh hội đến chết rồi. Chết rất là dễ, khó sống. Muốn sống sót thì tất nhiên không phải một chuyện dễ dàng đâu. Ngươi phải bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, là con đường cứu mạng duy nhất của ngươi. Ngươi tự mà liệu đi. Ngộ Không à,
Ngộ không à? Ngộ không? Ngộ không à? Ngộ không, con ở đây làm cái gì vậy? Có phải là bị mộng du không? Sao con không khỏe hả? Có phải là con lạnh hay không? Ta đem chăn đến đây nè. Con đừng có sợ nha. Ta là di sư cũng rất là sợ, nhưng mà không cần căng thẳng. Hai chúng ta ở cùng nhau là không sợ. Có đỡ hơn chút nào không hả? Con đang làm gì vậy? Thạch đầu quân đáng thương, nó chẳng làm gì cả, chỉ ngoan ngoãn nằm ở đây. Chính là vì con tức giận bừa bãi đó nên mới gặp phải tai vạ, nứt ra rồi kìa. Sư phụ à, từ lúc con mở mắt đến giờ con đã nói 18 lần câu ta sai rồi với thạch đầu quân này rồi đó. 99 lần câu ngươi có đau không, và 108 lần câu ta xin lỗi. Con nghĩ là nó đã tha thứ cho con rồi. Chúng ta mau mau lên đường thôi. Ngộ không à, nếu như trong lòng con không tự biết áy náy thì cho dù con có xin lỗi nó 19.000 lần cũng vô ích mà thôi. Vậy sư phụ nói xem phải làm sao đây? Chuyện chúng ta làm sai thì chúng ta phải đền bù. Nếu như thạch đầu quân đã thật sự tha thứ cho con thì vết thương của nó đã khỏi rồi. Sư phụ à, người muốn sửa vết nứt này hay sao? Đúng như vậy đó. Như sư nghe nói, chỉ cần bền lòng thì gương dở cũng lành lại được. Huống hồ là thạch đầu quân kiên cường. Lời này sao mà quen vậy chứ? Người nói gì thì là như vậy, có được không? Ngộ không à, con có thể nghiêm túc một chút không? Con đang có thái độ gì vậy? Như sư đang giúp con giành được sự tha thứ của thạch đầu quân. Con đừng có nhiều lời như vậy, mau tìm ba bông hoa hồng vàng đến đây cho sư phụ. Con đi đâu tìm hoa hồng vàng đây chứ? Lão hòa thượng đáng chết này. Ngộ không, con đừng có chửi bậy. Còn nữa, ta là một hòa thượng, nhưng con có thể đừng thêm cái chữ đáng chết trước chữ hòa thượng không? Hơn nữa con cũng là hòa thượng. Nếu như ta là hòa thượng đáng chết, vậy thì con cũng là hòa thượng đáng chết. Còn nữa, mau đi tìm hoa hồng vàng đi, đừng có nói lắm như vậy. Biết gì sao không? Lời nói của hoa hồng vàng là xin lỗi. Con đích thân đi hái, đích thân đi tặng. Nói không chừng thạch đầu quân sẽ tha thứ cho con đó. Sư phụ à, cách nghĩ của người thật là quá hay. Nhưng con mời người mở to mắt ra, nhìn tứ phía cho kỹ đi. Ngoài cây ra thì có cỏ, con đi đâu tìm hoa hồng cho người được chứ? Ta mặc kệ, dễ tìm thì không đúng rồi. Chính là bởi vì không dễ tìm mới thể hiện được thành ý của con. Sao con nói lắm như vậy chứ? Đi mau đi. Nhất định phải đi chứ gì. Con không đi thì ta không đi. Được thôi, vậy thì con đi. Mau đi đi. Ngộ không à, đừng có